thể thầy dạy từ sáng cho tới tối, cho nên mấy đứa nào cũng khó ngồi đây tới tối nói chuyện cũng được nữa. Thầy không biết đói, vui lắm. Vậy thì thầy đi dạy môn kỹ thuật, hiểu không? Và đó là cái cách để các bạn chọn. Lý do sao mà thầy hướng các bạn về kỹ thuật nè? Thầy hướng các bạn về kỹ thuật là bởi vì hai người mà có hai cái tính cách đều trội giống nhau nè. Thầy hướng về kỹ thuật là bởi vì kỹ thuật nó giúp các bạn tư duy sâu hơn, cho nên sau này các bạn có năng lực tư duy tốt hơn, chi tiết hơn, mà nó được vun bồi bằng cái sự tổng quát của người xã hội thì bạn rất tốt. Cho nên trên thế giới có vài người có năng lực đó, mà trường Mỹ Thọ này nhiều quá. Cho nên mấy bạn nhớ nghe, mấy cái đứa hồi nãy giơ tay là mình kết bạn.